Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Phên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai nha quý vị. Đây, chào em. Rồi chào anh Tấn, chào cô chú anh chị đang theo dõi kênh Mai Vàng Quê Dừa. Em tên là Phên, số điện thoại của em là 0368831191. Địa chỉ là ấp 12 xã Lễ, huyện Cần Thơ, tỉnh Bến Tre. Hôm nay em có lên một số phôi mai tứ quý và có một phôi mai vàng bự thì ship 200 km, còn lại là mình ship toàn quốc anh. Rồi bao phí ship luôn. Dạ. Rồi tất cả các cây tứ quý hôm nay là bao phí ship toàn quốc. Mã đầu tiên số 1 tứ quý. Số 1 luôn. Rồi cao. Cao nó 77 hả? Rồi 77 cao. Hoành em nó. Vô hoành luôn. Hoành đó 25. Rồi cc luôn. Hoành 25. Rồi vô đế luôn nha quý vị. Đế luôn. Để em nó đây. Đế cũng nôm nôm à. Rồi cũng đủ ha. Rồi giao luôn như đem. Cây này em giao luôn 600. Rồi 600 ngàn. Rồi xuống cây. Mã số tiếp theo số 2. Tứ quý. Tứ quý luôn. Rồi cao luôn em. Chiều cao nó là 38. 38. Rồi hoành luôn. Hoành đo vị trí này. Ngay đó thì là 25. 25. Đấy cũng nôm nôm á. Có cây con ôm mẹ bồng con hả? Mẹ bồng con. Rồi giao lưu như đêm. Rồi cái này em giao lưu 700. 700. Rồi số 3. Tứ quý luôn. Rồi cao. Cao nó là 39. Rồi hoành luôn em. Hoành đây 28. 28 đúng. Rồi cc. Này bể bự. Nguyên bể đế ha. Đây. Rồi cc bên kia luôn. Bên đây cũng có luôn. Mặt nào cũng có ha. Rồi giao lưu như đêm. Cái này em giao lưu 1.2 triệu. Rồi 1.2 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo số 4. Tứ quý cao. Cao nó là 88. 88. Vô hoành luôn. Rồi vô luôn. 36 hoành. Ở trên có 5 cái tược. À, 5 nhánh ha. 5 nhánh bằng tay. À, bằng tay hơi khúm khúm. Rồi để đây quý vị. Để xe. Xe đủ ha. Mặt nào cũng có. Rồi vô luôn như đêm. Cái này em giao lưu 1.8 triệu. Rồi mã số 5. Số 5 là quý vị. Cao luôn. Rồi cao luôn em. Cao nó tới mặt bầu luôn rồi. Tới mặt bầu 1m36. Rồi vô hoành luôn. Vô hoành ngay đó. Nhiều. Bảo luôn. 26. Rồi 26 hoành. Rồi tại cái bầu. Bầu nó không bằng nữa ha. Rồi để đây quý vị. Rồi giao lưu như đêm. Cái này em giao lưu 900. 900. Rồi mã số 6 luôn. Tứ quý luôn nha quý vị. Rồi cao. Cao nó 1m23. Rồi, 1m23. Vô hoành luôn. Ờ, đã hoành luôn. Ngay đó ngay cổ nó luôn. Hoành đây 31. 31. Con số tay cạnh ha. Rồi, xuống chỗ vị trí cái góc nó nha quý vị. Em này thì có cái mặt cắt ngay đây ha. Có thẹo xuống nhà cạnh. Rồi, để đây. Sổ này nhiều. Sổ nó 24. Rồi. Rồi giao luôn như đây em. Giao luôn 1.5 triệu. Rồi 1.5 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. Số 7 luôn. Tiếp tục là một phôi tứ quý luôn nha quý vị. Từ đầu clip tới giờ là tứ quý ha. 28. Rồi 1.28.
Hoành luôn. Vô hoành luôn. Hoành đây 30. 30 hoành. Số tay cạnh ở trên ha. Rồi, xuống đế luôn quý vị. Rồi, giao luôn nhiêu đêm? Cái này em giao luôn 1,5 triệu nha. 1,5 triệu mã số 7. Rồi, xuống cây. Đợi xíu. Đợi, lên cây hai người mới nổi. Rồi, mã số 8. Tứ quý luôn. Rồi, cao. Cao nó 42 à. Cao thứ cổ 42. Đó, hoành ngay chỗ cái cổ nó như đây. Hoành luôn. Đây 35. Rồi, đó ngay đó 35. Rồi, bây giờ xem đếm nó ha. Đấy, trải đều. Rồi, giao luôn như em. Cái này em giao luôn 3 triệu 7 à. Rồi, 3 triệu 7. Rồi, xuống cây, mã số 8. Rồi, tiếp tục mình lên mã số 9 luôn. Mã số 9 cũng tiếp tục là một phôi tứ quý luôn nha quý vị. 95 cao à. Rồi, 95 cao. Ở trên có số tay cạnh luôn ha. Hoành đo ngay đó là bao nhiêu em? Đây, 35 hoành. Rồi, 35 hoành. Rồi, xuống cái bề đế nha quý vị. Đây. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Cái này em giao lưu 2 triệu 8 à. Rồi, 2 triệu 8. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 10 ha. Rồi, cao. Cao 1m19. Rồi, 1m19. Hoành như em. Vị trí này 32. 32 hoành. Số tay cành này quý vị. Xuống đế luôn nha quý vị. Đợi đế nó ha quý vị. Đế cũng đều. Còn to to này ha. Rồi giao luôn như đem. Đây em giao luôn 3 triệu. Rồi 3 triệu cho mã số 10. Rồi xuống cây. Rồi lên mã số 11 luôn quý vị. Tứ quý luôn. Mét rưỡi luôn. Đúng, rồi. Rưỡi. Nhưng gần mét rưỡi. Tích mét rưỡi luôn. Chiều cao không thành quan trọng hả quý vị. Xe dịch dài phân không thành vấn đề ha. Hoành phải chính... này 35. Rồi hoành phải chính xác ha. 35 hoành. Sáu mười mốt à. Rồi 61. Nôm ha. Rồi giao luôn như đem. Đây là em giao luôn 3,5 triệu à. Rồi 3,5 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn quý vị, mã số 12. Tiếp tục tới coi chừng. Rồi, dựng bằng quay lên. Bởi thấp dưới đẩy lên mới nổi. Rồi, mã số 12. Tứ quý luôn. Cao. Cao 1,5 m luôn à. Rồi, 1,5 m cao. Có số tay cạnh luôn, tay cạnh bự không ha. Rồi, hoành nhiêu đêm? Hoành đó là 32. 32 hoành. Tay cành to to ha. Tóc thân của em này khoảng nhiêu đêm? Tóc thân nó 43. Rồi, tóc thân 43. Rồi, để luôn ha quý vị. Đây. Cũng to to ha. Bự. Cũng gom xuống này ha. Rồi, giao luôn nhiêu đêm? Em giao lưu 3,5 triệu. Rồi 3,5 triệu mã số 12. Rồi xuống cây. Rồi mã số 13. Phôi mai vàng duy nhất của clip hôm nay. Phôi to. Rồi cho chiều cao em nói đi em. Cho tới cậu rễ thôi ha. Mét
Rồi khoảng 1m7 cao. Rồi quý vị nên đỉnh đọt em nói, mình kéo từ từ xuống vậy xem phần tay cành em nói ha. Rồi cho thấp thân em nói luôn đi em. Tới cổ. 41 à. 41. Tay cành to không ha. Rồi cái tay cành nhất cái nó nhiêu hả? Nhất 22. Rồi, quành luôn em. Quành thân của em nó, đo ngay vị trí này nó ra nhiêu? 51. Rồi, 51. Cái này có cái bệ bự ha. Rồi, nếu mà đo vị trí cổ thì nó ra 56 ha quý vị. Đó, đo vị trí quành thì ra 56, còn cổ ha, 56 ha. Cổ 34. Rồi, quanh thật của em nó tính là 51 nha quý vị. Cái này thì cái này có nguyên cái bệ ha. Bệ to, đây thì đế cũng có đủ đây ha. Chiều dài của bầu này khoảng nhiêu đây em? Dài nó là 65 ha. Rồi, 65 ha. Mặt bên đây ha quý vị. Rồi, vô mặt bên trong luôn nha. Đây, mặt bên trong nè quý vị. Có ha. Rồi mã số. Bệ đặt nó mà. Bệ đặt ở đây. Đây 21 à. À cái bệ đặt này 21. Cái bệ này ha. Dạ. Rồi, này mã số 13, tiếp một phôi mai vàng duy nhất của clip hôm nay. Giao lưu nhiêu đây em? Đây em giao lưu 19 triệu bao ship 200 km. Rồi, 19 triệu bao ship 200 km. Rồi, cây này cũng là cây cuối của clip rồi quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến cuối clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào thì cứ mạnh dạn alo em fan. Rồi, quý vị xem nếu chưa bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nha quý vị. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.